mẹ rất là vui mà hôm nay cũng là ngày các con để tổ chức sinh nhật cho mẹ. Trước hết mẹ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ vì Thiên Chúa đã ban cho gia đình mình có ngày hôm nay và được tất cả những con cháu, những người thân của mẹ đến với mẹ trong giờ này, trong cung điện thiên này. Mẹ xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và năm nay được tràn đầy hồng ân Chúa và luôn luôn giữ những giới răn của Chúa và được luôn luôn biết tôn trọng yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con gia đình chúng con. Một lần nữa con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tông độ cho Chúa thì được tốt hơn. Các em của bà chị ở đây thì hôm nay nhân dịp này cũng đến đây để được cùng mừng sinh nhật 77 năm của bà chị ở đây. Nói bà thì là bà của các cháu, chị là chị của chúng tôi, thì hôm nay chúng tôi cũng được hân hạnh đến đây để mừng cái ngày 77 năm. Xin Chúa chúc lành và ban rất nhiều hồng ân xuống cho bà chị, để bà chị luôn luôn là những người mà cao tuổi gương tốt cho các cháu, cho các em. Chúng ta là hôm nay chúc mừng mấy chị. Đấy nha, đây là anh chị Sáu. Các con yên tâm, bây giờ chăm sóc sức khỏe cho mẹ, các con ở xa, con cứ yên tâm, mẹ cũng rất nhiều cảm ơn tất cả mọi người đây. Happy birthday to you. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 꽃